Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Mác-ta rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Mác-ta bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thương người rằng: Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa đáp: Mác-ta, Mác-ta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện, chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, sau 7 ngày chúng ta cùng với giáo hội mừng kính thánh nữ Maria Magdalena, thì hôm nay chúng ta cũng với giáo hội nhớ đến thánh nữ Mác-ta, một vị thánh của làng Bethania. Có thể nói là một thánh nữ đồng trinh, bởi vì chúng ta không nghe nói về người lập gia đình bất cứ lúc nào. Và đây cũng là một vị thánh rất được yêu mến, đầy tình yêu và lòng nhiệt thành. Kinh Thánh đã kể lại cho chúng ta 3 cuộc viếng thăm của Chúa, cũng như 3 lần Mác-ta được diễm phúc gặp gỡ Thầy Chí Thánh Giêsu. Trong Tin mừng Thánh Luca được xem như là lần thứ nhất Chúa viếng thăm Mác-ta, Chúa viếng thăm mái nhà Bethania. Nơi đó Chúa đón nhận được những tấm lòng yêu mến Chúa, đặc biệt là tấm lòng của thánh nữ Mác-ta. Bà bận rộn, lăng xăng, lo một bữa ăn thịnh soạn để đón tiếp Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Với Mác-ta, hành động bếp núc hay nấu nướng, dọn mâm cao cỗ đầy như là một tấm lòng thành, như là một thái độ cần thiết của một nữ gia chánh để làm nên một bữa tiệc đầy tình yêu đón mừng Chúa Giêsu đến với mình. Và tâm tình của thánh nữ Mác-ta đã dồn vào trong sự phục vụ, để rồi ngày hôm gặp gỡ lần đầu tiên được thánh Luca kể lại trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe, như là một bài học không thể nào quên đối với thánh nữ Mác-ta, được Chúa dạy bảo. Và xem chừng như lần thứ nhất này Mác-ta không có cơ hội để trả lời cho Chúa Giêsu bằng tấm lòng của mình, bằng những lời nói của mình. Cho nên lần thứ hai, chính thánh Gioan trong tin mừng của ngài đã thuật lại trong biến cố Chúa Giêsu đã cứu sống Lazaro, em của Mác-ta. Chính Chúa Giêsu đã được nghe tin tức khi mà Lazaro lâm bệnh nặng. Hai chị em Mác-ta, Maria sai người đến nói với Chúa: người thầy thương đang đau nặng. Và Chúa Giêsu cố tình nấn ná lại, như thánh Gioan đã mô tả. Ít ngày hôm sau Chúa Giêsu mới đến, và khi Chúa Giêsu trở lại mái nhà Bethania thân yêu này thì cũng chính là lúc mà Lazaro đã được an táng trong mồ 4 ngày rồi. Và đang cảnh tang thương, chết chóc, đau khổ, và có nhiều người đến chia sẻ nỗi niềm với gia đình Martha. Nhưng khi nghe tin Chúa Giêsu thì bà nhanh chân và ngay lập tức để ra gặp Chúa Giêsu. Và khi gặp Chúa Giêsu thì Martha đã nồng hậu nói với Chúa: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con đã không chết. Nhưng bây giờ con vẫn tin rằng Thầy xin điều gì với Thiên Chúa, Người sẽ ban cho Thầy." Một lời xác tín rất mạnh mẽ nơi môi miệng từ cung lòng của thánh nữ Martha đã thốt ra. Và thật như vậy, Chúa Giêsu đã đáp lời: "Em con không chết, em con sẽ được sống." Và Martha thưa lại liền: "Thưa Thầy, con biết em con sẽ sống lại trong ngày sau hết." Chúa Giêsu nói: "Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống. Và bất cứ ai sống mà tin vào Thầy thì sẽ không chết muôn đời. Con có tin điều đó không?" Martha thưa lại một cách kính cẩn: "Thưa Thầy, có, Thầy biết, con tin." Và Martha còn nói hơn một chút nữa: "Con biết Thầy là đấng phải đến trong thế gian." Và liền tức thì Chúa cứu sống Lazaro với niềm tin đồng hành của thánh nữ Martha mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Kính thưa ông bà anh chị em, có thể nói bài học hôm trước Chúa Giêsu dạy thì hôm nay chính thánh nữ Martha đã muốn trả lời bằng hành động, bằng lời lẽ của đức tin, bằng đối thoại của đức tin, và có thể nói bằng tất cả vì niềm tin. Lần thứ 3, thánh nữ Martha diễm phúc gặp gỡ Chúa Giêsu cũng với tin mừng thánh Gioan thuật lại. Đó là hôm Chúa Giêsu đến mái nhà Bethania để dùng bữa ăn. Có thể nói đây là bữa ăn tạ ơn, biết ơn Chúa vì Chúa đã làm cho Lazaro sống lại. Đây cũng có thể gọi là một bữa tiệc ly hơi xa, bởi vì thánh Gioan nói rằng 6 ngày trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu đến mái nhà Bethania này. Và đã có một biến cố động trời động đất xảy ra. Đó là Maria đã lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá sức chân Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau, và rồi khiến cho Judas Iscario phải thốt lên rằng: "Phải chi bán chai dầu thơm này, lấy bao nhiêu tiền để bố thí cho người nghèo?" Và Chúa Giêsu nói đây là dấu chỉ cho việc tán xác ta trước khi ta được tán xác. Và thánh Gioan không nói bất cứ điều gì hơn, chỉ nói một cách rất tế nhị dành cho thánh nữ Martha. Martha là một người hầu hạ. Nếu như lần thứ nhất được gặp Chúa Giêsu, thánh nữ Martha đã là một con người dùng những lời có cánh để than vãn: "Thầy không quan tâm đến sao khi con phải phục vụ." Thì giờ đây đúng là một gia chủ khiêm nhường, một thánh nữ Martha của một vẻ đẹp khiêm hạ, đã làm nên một con người. Và chắc chắn sau đó Ngài cũng là một trong số phụ nữ trung thành đi theo Chúa và kịp tán xác Chúa trong ngày Chúa chịu khổ hình trên thánh giá. Ông bà anh chị em rất thân mến, tấm chân tình của thánh nữ Martha dành cho Chúa Giêsu mà hôm nay chúng ta mừng kính. Người ta nói ngày nay bao nhiêu người tín hữu hay là mọi người rất giống với thánh nữ Martha, Hay nói khác hơn, chúng ta có thể tìm ra hay đọc ra hay thấy được chúng ta ở trong hình ảnh của Mát-ta ngày xưa. Là khi thế giới này là một thế giới của tiên tiến, của khoa học kỹ thuật, cho nên con người ta phải hối hả đi tìm lợi nhuận. Con người ta bị chìm nghiễm ở trong những thứ công việc hữu hình có mà vô hình cũng không thiếu. Chính vì vậy, đây là giây phút, hoặc là đây là động lực thúc đẩy để cho tất cả chúng ta có thể quay về và học bài học mà Thánh nữ Mát-ta đã học nơi Chúa. Đó là tìm đến Chúa, cầu nguyện với Chúa để Chúa sửa đổi chúng ta. Thế nhưng nếu chỉ là sửa đổi thì chưa đủ. Mà ngày hôm nay thế giới cũng đang rất cần, hay đặc biệt trong những ngày này, bao nhiêu anh chị em, những người nghèo khổ, những người đau bệnh, những người khốn khó hoạn nạn, họ đang cần đến sự phục vụ nhiệt thành trong khiêm tốn của tất cả chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta hãy biết mình là những người tông đồ, đức độ của Chúa, để Chúa cần chúng ta như một dụng cụ làm niềm vui cho anh chị em của mình, giống như Thánh nữ Mát-ta mà chúng ta mừng kính hôm nay.